Thưa quý vị, thưa các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuân thủ thực hiện biện pháp 5K trong chống dịch gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Khẩu trang, đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vận dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tập trung đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ http://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn. Theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ, đối với hành vi không thông báo Ủy ban Nhân dân và Cơ quan Y tế Dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch sẽ bị phạt tiền lên tới 6 triệu đồng.